cả mọi người, thì hôm nay là Nhung Nguyễn Realty và Phước Sửu đang có mặt tại là khu đô thị Thủ Thiêm. Thì hôm nay Nhung và Sửu sẽ review cho mọi người một số cái thông tin mới về cái giai đoạn hiện tại tại Thủ Thiêm. Thì sắp tới thì chủ đầu tư GS đang triển khai một cái dự án tên là Zay River tại ngay cái vị trí Nhung và Sửu đang đứng. Thì Sửu cho Nhung hỏi là cái chủ đầu tư GS này thì Sửu giới thiệu những cái thông tin về chủ đầu tư này á. Cảm ơn chị Nhung Nguyễn, quá tuyệt vời. Nói đến chủ đầu tư GS, gọi là GS ENC, là một tập đoàn đầu tư bất động sản số 1 của Hàn Quốc và nằm trong top 24 công ty là quốc gia gọi là nổi tiếng trên thế giới. Đa quốc gia. Một công ty gọi là đa quốc gia và xây dựng những cái công trình cơ sở hạ tầng và những cái công trình về nhà ở rất là nhiều á chị Tuyết Nhung. Dạ, thì hôm nay là Phước Sửu điểm qua một vài cái dự án và những cái công trình cơ sở hạ tầng mà GS đã triển khai. Thứ nhất là tuyến metro số 1 là sắp đưa vào hoạt động rồi đó chị Tuyết Nhung. Đúng rồi. Dạ, gọi là một tuyến metro gọi là đầu tiên tại Việt Nam và kết nối là từ Bến Thành đi xuống Suối Tiên đó chị Tuyết Nhung. Dạ, được đầu tư rất là đẹp và gọi là rất là sự mong đợi của người Việt Nam. Và cái công trình thứ hai là công trình của đường và cầu Bình Lợi. Dạ, thì đó là những cái công trình cơ sở hạ tầng và những cái công trình gọi là bất động sản mà GS đang triển khai tại Việt Nam. Đó là Zay River Palace ở ngay chính quận 2 mình luôn đó chị Thủ Thiêm, là một cái căn hộ cực kỳ cao cấp và gọi là rất là nổi tiếng của GS và được khách hàng đón chờ rất nhiều. Và một cái dự án gọi là làm mưa làm gió luôn chị Tuyết Nhung. Nói đến Phú Mỹ Hưng là một cái khu đô thị cực kỳ cao cấp, nhưng mà sau này họ sẽ nhắc đến khu đô thị Zay Gate Nhà Bè, là một cái khu đô thị 350 hecta và được triển khai khoảng hơn 10 hecta rồi. Và những khách hàng của GS đợt vừa rồi á, khi mà mua cái dự án này đó chị Tuyết Nhung, thì gần như là họ gọi là nhân đôi hoặc có thể là nhân ba với số vốn họ bỏ ra luôn. Cái số vốn mà người khách hàng bỏ ra ban đầu là khoảng bao nhiêu? Cái này rất là hay, bởi vì cái hình thức thanh toán của dự án này rất là giản đó chị Tuyết Nhung. Chỉ khoảng 2 đến 3 năm thì khách hàng chỉ thanh toán tầm khoảng 30-50%, còn lại khi nhận nhà thì mình mới thanh toán cái phần còn lại đấy. Nên là cái mức độ gọi là đầu tư khi vào dự án này thì rất là tuyệt vời. Một số khách hàng khi mà thanh toán 20% thì gọi là cái số vốn nó nhân lấy 3-4, mà nếu mà gọi là tính về cái giá để gọi là mua bán giá gốc từ ban đầu thì gần như là ít đôi hết toàn bộ, nhân đôi hết toàn bộ rồi chị ạ. Nhân đôi. Ồ, một cái dự án rất là tiềm năng tại khu Nam. Dạ, thì hôm nay á là Phước Sửu cũng rất là tò mò và muốn biết về thông tin về cái dự án ở quận 2, thì Tuyết Nhung giới thiệu cho mọi người rõ hơn về cái dự án Thủ Thiêm Zay River này để cho quý anh chị và khách hàng ở đây mong chờ những cái thông tin sắp mà chị Tuyết Nhung sắp chia sẻ. Cái dự án Zay River của chủ đầu tư GS thì tọa lạc ngay cái vị trí mà Dung và Sửu đang đứng đây. Đây á là cái phân khu là lô 3.11 ngay chỗ chân cầu Thủ Thiêm 1, đối diện bên dự án The River Thủ Thiêm. Đúng rồi, The River Thủ Thiêm. Yeah. Một cái vị trí là vô cùng là đắc địa, chỉ cần qua một cây cầu là đã tới Bình Thạnh và khoảng 10 phút là mình đã đi về quận 1 rồi. Và kết nối trực tiếp vào trung tâm lõi của khu đô thị Thủ Thiêm. Thì như mọi người biết là khu đô thị Thủ Thiêm được chính phủ là quy hoạch phát triển trở thành là một cái khu đô thị kinh tế tài chính là lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Có phải là gọi là phố đông của Sài Gòn hay không chị? Đúng rồi. Yeah. Thì như mọi người biết là phố đông Thượng Hải thì là cũng nằm ngay cái bờ sông của phía đông, thì khu đô thị Thủ Thiêm cũng như là khu là phố đông của Sài Gòn là thay phát triển là giống như một đô thâu thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh là sau quận 1. Thì sở hữu một cái vị trí vô cùng đắc địa như vậy và một cái chủ đầu tư là rất là uy tín thì sẽ mang lại những cái thiết kế kiến trúc rất là đẹp cho quý khách hàng khi sở hữu ở đây.
Thì với cái mô hình ở đây là khoảng là gần 300 căn cho cái đợt mở bán của cái giai đoạn đầu tiên của giữa Jay River. Thì gồm có những cái sản phẩm là những cái căn hộ là một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, bốn phòng ngủ, duplex và penthouse. Đặc biệt ở đây là có shop house là một trệt ba tầng đó nữa. Thì cái khu này là cái khu vừa phức hợp là trung tâm thương mại và đồng thời là căn hộ nhà ở tại cái vị trí là Jay River này. Cảm ơn chị Tuyết Dung rất nhiều, một cái thông tin chia sẻ là cực kỳ hấp dẫn. Để có nhiều thông tin hơn nữa và cập nhật tất cả các thông tin mới nhất và chính sách mở bán trong thời gian sắp tới thì mọi người inbox hoặc là liên hệ với lại số hotline của chị Tuyết Dung bên dưới để có nhiều thông tin hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tất cả mọi người.